Rồi chúng ta tiếp tục các anh chị. Bây giờ chúng ta khởi tạo đối tượng xong rồi thì là chúng ta sẽ điều khiển nó, hay là chúng ta cung cấp cho nó những cái hàm xử lý để mà chúng ta điều khiển nó, chính xác hơn là như thế, đúng không ạ? Thì cái phần khởi tạo này là chúng ta gồm có 3 phần, là mở đầu về khởi tạo. Thực sự ra phần này là giới thiệu chung, rồi sau đó là tôi nói cái khởi tạo trực tiếp. Còn sau đó chúng ta có khởi tạo từ bộ nhớ phụ và khởi tạo từ đối tượng thể hiện. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ nêu một cái project. Cái project này, cái đầu tiên là chúng ta là cái mở đầu về xử lý, mở đầu về điều khiển hay là mở đầu về xử lý thì cũng được, không quan trọng lắm. Cái điều khiển là cái từ bình dân, phải không ạ? Từ tượng hình. Còn cái xử lý là cái thuật ngữ của cái tinh học. Tôi dùng lẫn lộn giữa hai từ đó nha. Đầu tiên thì là tôi cũng nói một chút về cái phần cái lý thuyết. Nó tương tự giống như cái phần mở đầu về cái phần khởi tạo này nè. Tương tự trong cái phần này. Phần này chúng ta cũng đã có ý thuyết là ý nghĩa của nó rồi. Nó có những cái cách khởi tạo nào, nó có những cái nguồn khởi tạo nào, đúng không ạ? Khởi tạo. Thì ở đây chúng ta cũng nói cái ý nghĩa của cái phần này. Là ý nghĩa của phần này. Chúng ta nói là điều khiển đối tượng. Ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của nó, của cái việc điều khiển là, đúng là chúng ta sẽ là bổ sung các hàm xử lý cho phép điều khiển những cái đối tượng. Thực hiện được cái nghiệp vụ F. Thực hiện cái nghiệp vụ F liên quan đến cái đối tượng trong thực tế. Thì chúng ta như cái mà thực hiện cái nghiệp vụ F á, thực hiện cái nghiệp vụ F, và chúng ta phải nói rõ cái thuật ngữ là thực hiện cái nghiệp vụ F là gì. Tại vì một cái nghiệp vụ F ở đây á là một cái tổng quát của nó đó, thì là nó sẽ gồm có những cái phần sau đây. Tôi sẽ nhắc lại một chút xíu là cái thuật giải tổng quát của một cái hàm xử lý biến cố. Thuật giải hàm xử lý là chúng ta sẽ là kiểm tra cái dữ liệu nhập. Đâu đó phần này tôi cũng có nói rồi ha. Kiểm tra cái dữ liệu nhập. Rồi nếu hợp lệ chúng ta sẽ là khởi tạo, nhưng mà nói theo thuật ngữ này là khởi tạo các đối tượng. Khởi tạo đối tượng này có thể là tùy từng cái nguồn, phải không ạ? Khởi tạo đối tượng này á thì là chúng ta có thể là những cái đối tượng để mà nhập liệu, có thể là một cái đối tượng nhập liệu, đối tượng là có thể là từ cái nguồn nào, từ giao diện, tức là lúc đó là gọi là cái đối tượng nhập, không ạ? Hoặc là từ đâu, từ cái bộ nhớ phụ, là gọi là cái đối tượng đọc. Hay là cũng có thể là trực tiếp từ những cái đối tượng khác, từ những cái đối tượng xử lý khác. Cái này thì ít xảy ra, cái này xảy ra trong một số trường hợp thôi. Nói chung là chúng ta sẽ có trong tay những cái đối tượng hết, khởi tạo nó hoặc là nêu hoặc là khởi tạo như thế nào đó, kêu không ạ? Rồi chúng ta sẽ tiến hành là xử lý. Ở đây là tôi gọi là những cái đối tượng là X, Y, Z gì đó đi, không ạ? X, Y, Z gì vân vân, X, Y, Z, những cái đối tượng nhập, đối tượng đọc gì đó, là xử lý tính toán, không phải tính toán đâu, xử lý là xử lý để mà chúng ta thực hiện cái xử lý của nghiệp vụ F, không ạ? Xử lý tương ứng với cái nghiệp vụ F, tương ứng với cái quy tắc xử lý
của cái dịch vụ ép. Tại bên ngoài người ta không có công đoạn này, chỉ có gọi là thực hiện dịch vụ ép là có cái phần này á, xử lý được đó. Thì cái mà xử lý này là thông dụng nhất á, là chúng ta sẽ tính toán để mà tạo một cái đối tượng ABC nào đó, tạo ra những đối tượng xử lý ABC nào đó để tạo cho cái kết quả này ha, cho kết quả là các đối tượng A'B'C vân vân, tính toán tạo cái đối tượng xử lý ra đó chính là cái ABC này. Hay là đôi khi cái xử lý này của chúng ta đó nó đơn giản hơn rất là nhiều đó. Mà chúng ta chỉ yêu cầu đó là sao đây, chúng ta sẽ yêu cầu rằng là kết xuất, các bạn chúng ta sẽ là kết xuất tính toán thôi, tạo đối tượng xử lý rồi và tạo ra những cái đối tượng xử lý. Cái này có thể nó là rỗng nha, cái này có thể nó là rỗng. Và cuối cùng là chúng ta kết xuất thì nó cũng là một loại xử lý đặc biệt thôi, kết xuất hay là ghi các đối tượng A'B'C. Đó là thuộc dạy tổng quát, nó luôn nó gồm có 3 phần. Một phần khởi tạo ra cái đối tượng, rồi mình điều khiển của nó tính toán ra đối tượng khác, rồi sau đó mình kết xuất những cái đối tượng này, kết xuất hay là mình ghi những cái đối tượng này. Và trong trường hợp mà thêm mới đồ này nọ đó thì nó không cần có cái này. Còn trong một số trường hợp là xử lý giao diện thuần tí không luôn nữa đó, thì là từ cái này chúng ta kết xuất ra cái phần này luôn nữa. Do đó rằng là tương tự giống như là cái phần mà khởi tạo, thì ở đây là chúng ta sẽ có là các loại điều khiển hay là các loại xử lý. Các loại xử lý cơ bản, một là chúng ta xử lý làm chuyện gì đây, chúng ta xử lý ở đây á, là chúng ta xử lý tạo ra một cái đối tượng nào đó, tức là chúng ta sẽ xử lý tạo ra cái đối tượng tính toán, tạo cái đối tượng xử lý khác, tạo cái đối tượng xử lý các bạn, ví dụ như là tính tích phân số nào nào vân vân á, tạo đối tượng xử lý khác. Rồi còn cái xử lý của chúng ta là chúng ta sẽ là kết xuất vào cái đối tượng thể hiện. Và một cái xử lý nữa của chúng ta đó là chúng ta sẽ là ghi vào bộ nhớ phụ. Đặc biệt nó có một cái loại xử lý, cái này thì là chúng ta muốn đưa vào trong phần khởi tạo cũng được, hoặc là chúng ta muốn đưa vào loại điều khiển cũng được, tùy chúng ta. Là chúng ta có thể là phát sinh cái dữ liệu thử nghiệm. Tôi ghi chú này, cái phần phát sinh này là cái phần riêng, phát sinh cái dữ liệu thử nghiệm, đúng không ạ? Tôi cho xem là ghi chú cái phát sinh này, cái dữ liệu thử nghiệm này á, là chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta đưa vào, đúng không ạ? Cái phát sinh dữ liệu thử nghiệm này á, một á là chúng ta xem như khởi tạo, xem như là hàm khởi tạo, tức là chúng ta có thể new rồi nó phát sinh luôn. Hai là chúng ta xem như xử lý, chúng ta sẽ xem như xử lý là khi này chúng ta new ra xong xuôi rồi á, là chúng ta mới chấm phát sinh. Xem như xử lý tùy vào tình hình. Cái thiết kế này thì là tôi chỉ cố gắng là tôi đưa cho các anh chị một cái dàn, một cái khung, một cái nền để giúp cho các anh chị có thể sáng tạo trên đó, chứ ở đây là tôi không còn có học theo cái dạng là từ chương, học theo cái dạng là chức năng này làm thế này, chức năng này kia làm cái kia. Cái đó thì là trong những cái môn học trước đây á, là chúng ta học nhiều ở trong cái phần đó, học rất là nhiều ở trong phần đó nha. Nhưng mà ở đây thì là sau khi mà gọi tạm gọi rằng là cái công lực của các anh chị nó có một cái tiến bộ lên rồi đó, có tiến bộ lên rồi, thì bây giờ là
chúng ta sẽ học theo một cái hướng hơi khác một chút xíu, hơi khác chút xíu nha. Nào bây giờ là tính với lại cái phần mở đầu về cái điều khiển này á, thì là chúng ta sẽ làm tôi lại làm nhiều ở trên cái phần là cái phát sinh, chứ còn bây giờ là cái tính toán trên phân số đồ này nọ, cái xử lý đó thì ngay trong phần mở đầu tôi cũng đã nói rồi, phải không ạ? Thì là chúng ta sẽ làm một cái phần gọi là cái phát sinh đối tượng. Thì tôi cái minh họa là tôi sẽ minh họa trên cái phần là phát sinh cái đối tượng đó. Thì bây giờ các anh chị cùng làm với tôi đi nha. Các anh chị làm trước, rồi sau đó là tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm sao. Bây giờ giả sử như thế này, cái yêu cầu về thực hành chứ không phải bài tập nha. Chúng ta sẽ làm, chúng ta giả sử là cái cơ sở dữ liệu á gồm các bảng là trường, khối, lớp, rồi học sinh. Cái cơ sở dữ liệu này là chúng ta làm rất là quen rồi, không ạ? Thì là chúng ta yêu cầu là chúng ta sẽ là viết cái màn hình, xây dựng cái màn hình. Hay là cái chức năng đi ha, cái chức năng cho phép phát sinh các cái dữ liệu thử nghiệm. Thì lúc này chúng ta lại phát sinh theo cái kiểu hơi khác một chút xíu nha. Cái tư duy chúng ta lại hơi khác một chút xíu. Các anh chị muốn làm sao cũng được hết trơn, cứ làm đi, rồi tôi sẽ hướng dẫn tôi cho sửa liền. Rồi tôi hướng dẫn nha, và tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ cho cái hướng dẫn trước để các anh chị nắm được cái ý của tôi trước nè. Hướng dẫn thứ nhất á, phải lưu ý là nó có rất là nhiều cách để phát sinh, có rất là nhiều cái kỹ thuật phát sinh khác nhau, có rất là nhiều cái kỹ thuật phát sinh. Và cái kỹ thuật mà tôi hướng dẫn các anh chị ở đây á là cái kỹ thuật được sử dụng á, cái kỹ thuật mà được sử dụng á chỉ là một trong các kỹ thuật thông dụng. Cũng biết phải là thông dụng hay không, các bạn, một trong những kỹ thuật thông dụng. Và đặc biệt á, và đặc biệt là dùng để minh họa cái tính lan truyền trong cái điều khiển. Thật ra là cái gọi là cái hướng đối tượng này á, tôi nói thật với các anh chị á, tôi đã tiếp xúc với rất là nhiều người luôn đó rồi. Có nhiều người á là lập trình với cái hướng đối tượng là nhiều khi 10 năm, 20 năm luôn rồi, họ nhiều khi cũng chưa hiểu cái bản chất của việc lập trình hướng đối tượng. Nó nhiều lắm, và cái nó dựa trên cái tư duy về trong cái đối tượng thực tế rất là hay. Cái chuyện mà gọi là tính lan truyền ở trong cái điều khiển á là x điều khiển y, phải không ạ? Ở đây là chúng ta là x nè ha, điều khiển y rồi sau đó à, rồi sau đó là y nó điều khiển z, y nó sẽ điều khiển z, rồi z lại điều khiển t với cùng một cái nghiệp vụ. Cái này là một cái kỹ thuật khá là hay, x điều khiển y, y điều khiển z, z điều khiển t với cùng một cái nghiệp vụ, với cùng một cái nghiệp vụ. Cái này trong một số trường hợp dùng nó rất là hay. Ở đây chúng ta muốn phát sinh cái dữ liệu thử
thử nghiệm cho cơ sở dữ liệu. Cho cái cơ sở dữ liệu gồm là cái trường, khối, lớp, học sinh, đúng không ạ? Thế thì bây giờ là đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái thuật giải như thế này nè, cái thuật giải của nó, thuật giải tôi để ở trên này đi để hồi tôi minh họa luôn nữa, đúng không ạ? Trong cái biến cố phần lót này nè, không phải mở đầu điều khiển, cái điều khiển đối tượng, đúng rồi. Tức là ở đây là chúng ta sẽ làm động tác này, mới vô là chúng ta khởi tạo cái đối tượng trường, đúng không ạ? Rồi chúng ta mới điều khiển cái trường này phát sinh cái dữ liệu thử nghiệm, rồi xong, chấm hết. Cái thuật giải của chúng ta nó chỉ có nhiêu đây thôi: khởi tạo cái đối tượng trường, rồi điều khiển cái đối tượng trường, là phát sinh cái dữ liệu thử nghiệm. Tức là lúc này cái phát sinh này là xem như là xử lý đó, đúng không ạ? Xem như là xử lý đó. Nhưng mà cái tính lan truyền nó lại để nằm ở đây nè. Khi mà chúng ta điều khiển trường phát sinh cái dữ liệu thử nghiệm đó, thì bản thân trường này á, nó mới khởi tạo cái danh sách các khối. Rồi sao nữa? Rồi nó mới điều khiển các khối phát sinh dữ liệu thử nghiệm. Rồi tới phiên cái khối này á, để mà nó phát sinh dữ liệu thử nghiệm á, thì là nó lại là khởi tạo danh sách các lớp. Các lớp của nó đó nha, các lớp của nó đó, đúng không ạ? Rồi nó mới điều khiển các lớp phát sinh cái dữ liệu thử nghiệm. Rồi tới các lớp này thì các anh chị hình dung rồi, thì nó sẽ khởi tạo cái danh sách học sinh của lớp đó, đúng không ạ? Rồi nó mới điều khiển, nó mới điều khiển các học sinh phát sinh dữ liệu thử nghiệm. Được chưa? À, cái quá trình này, cái này là cái sơ đồ, nó phối hợp nhau. Cái tính lan truyền này là cái sự là phối hợp nhau ở trong đó. Và cái chương trình của mình làm rất là gọn, mình chỉ nắm mình điều khiển một đối tượng thôi, đối tượng điều khiển hết luôn nữa. À, đây là một cái kỹ thuật, mà cái kỹ thuật này tôi chỉ minh họa trong cái phần thử nghiệm thôi. Minh họa trong phần thử nghiệm thôi. Và tôi hướng dẫn cho các anh chị, còn các anh chị sẽ làm nha. Là chúng ta sẽ ép ra một cái lớp, một cái class tên là xử lý trường. Đúng không ạ? Trong cái class này á, là chúng ta sẽ có một cái region. Qua tới phần kế thừa thì chúng ta sẽ thấy phần này nó đơn giản đi, biến thành phần. Cái phần đó thì các anh chị cũng đã được học rồi nha. Chúng ta sẽ có là cái protect cái dữ liệu as a data round, đúng không ạ? Rồi ở đây tất nhiên là chưa cần gì tới thuộc tính thì là thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái region là cái khởi tạo đối tượng. Thì các anh chị sẽ có một cái public. Các anh chị nhớ là cái trường này nó chỉ có một thôi nha. Chúng ta chỉ có public sub new này thôi, chứ chúng ta không có public là new với một cái dòng gì ở trên. Tại nó có một thôi à, thấy không ạ? Rồi sau đó là chúng ta có một cái region, một cái region khác là trong trường hợp này là xử lý trên đối tượng. Được chưa? Chúng ta sẽ có một cái hàm public sub
thôi không có phân sinh, tại nó có rồi là phát sinh. Thì các anh chị có thể đưa thêm tham số gì đó cũng được, còn thôi thì các anh chị khỏi đưa tham số là cũng được, nó sẽ phát sinh. Và cái phần phát sinh này của nó đó thì nó chia làm hai phần, là một phần đó là nó phát sinh những cái dữ liệu, những cái thuộc tính của chính trường, phát sinh những thuộc tính của trường, của cái trường, tức là của chính nó đó, phải không ạ? Rồi sau đây ở trong này nó mới khởi tạo cái danh sách, khởi tạo cái danh sách là các khối. Rồi sau đó là nó mới phát sinh dữ liệu cho các khối. Khởi tạo và phát sinh nha. Khởi tạo và phát sinh cái dữ liệu trong cái khối. Đúng không ạ? Khởi tạo và phát sinh dữ liệu cho những cái khối. Thế thì để có được cái phần này á, phần new này thì là dễ rồi, bây giờ các anh chị sẽ làm nha. Tôi sẽ add thêm một cái xử lý khối. Đây, cái quá trình nó sẽ rất là tương tự ha. Thì chúng ta sẽ lấy cái phần xử lý trường này ra đây luôn nữa, biến thành phần, phải không ạ? Tôi làm tạm như thế này để cho nó nhanh thôi. Rồi chúng ta sẽ có cái region là khởi tạo đối tượng. Lúc này á thì cái hàm khởi tạo này á, thì là chúng ta làm bình thường là public sub new, có một cái dòng data now nha. Là tại sao vậy? Tại vì nó là chúng ta cho là cái khởi tạo của một cái danh sách, cái khối lần á, thì ở bên đây á là chúng ta sẽ có một cái region là khởi tạo danh sách. Thì các anh chị cái phần khởi tạo danh sách này á là chúng ta sẽ có public share function. Là khởi tạo danh sách. Release, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta phải chấp nhận nhưng mà làm hơi dài chút xíu. Chúng ta điền kết quả is a new release. Rồi chúng ta return cái kết quả. Ở đây là các anh chị sẽ bổ sung những cái lệnh nha. Chúng ta sẽ bổ sung những cái lệnh. Ở đây là các anh chị bổ sung lệnh đi ha. Tôi không làm đâu. Rồi sau đó là chúng ta sẽ có một cái region là cái điều khiển, tức là cái xử lý trên đối tượng. Chính là cái hàm public sub new, public sub function. Hàm của một thôi, public sub function. Thì chúng ta sẽ có hai phần, một phần là chúng ta phát sinh cái dữ liệu của cái khối của chính nó, và một phần là chúng ta là khởi tạo và phát sinh cái danh sách các lớp. Được chưa? Thì ở bên này lúc này ở bên trường tôi minh họa là phát sinh thuộc tính của trường, và tôi sẽ minh họa phần khởi tạo và phát sinh này nè, danh sách các khối này là chúng ta sẽ làm như thế nào thôi. Ở đây thì là các anh chị sẽ tạo ra một cái hàm danh sách khối nó luôn nữa, là một cái hàm xử lý ở trên cái đối tượng này. Chúng ta tạo riêng ra một cái hàm này, một cái public function, các anh chị đưa vô đó cũng được luôn nữa, không à, một cái danh sách khối, tức là để trường chúng ta có chấm danh sách khối là nó sẽ ra, không à. Thì là ArrayList. Lúc này chúng ta điền cái kết quả ArrayList. Kết quả của chúng ta nó sẽ bằng ra, các chị sẽ lấy là bên cái hàm mà kết quả này chúng ta sẽ bằng ra là cái xử lý khối chấm khởi tạo danh sách. Rồi chúng ta return cái kết quả thôi. Tôi đưa thành ra đây khỏi mất công, đưa vào trong này thôi nha. Lúc này các anh chị sẽ có thể là for x cái khối
E là xử lý khói. In cái danh sách khói, chúng ta gọi trong này luôn, trực tiếp luôn nữa. Được không ạ? Trong cái danh sách khối này á, thì là chúng ta chỉ cần gọi đến khối.function. Đó là xong. Còn cái function này là xin là các anh chị cứ function ra bên ngoài này, được không ạ? Và tương tự như thế thì tôi nghĩ là chắc là các anh chị sẽ biết được cách là chúng ta làm được cái xử lý lớp rồi. Tôi sẽ làm thêm cái xử lý lớp nữa nha, còn xử lý học sinh để lại cho các anh chị rồi nha. Trong cái xử lý lớp này thì nó rất là giống như cái xử lý khối, nó cũng có biến thành phần, nó cũng khởi tạo đối tượng, nó cũng có xử lý cho đối tượng, nó cũng có khởi tạo danh sách y hệt giống như thế này nè. Nhưng mà lúc này á thì nó có một sự khác biệt một chút xíu là lớp của chúng ta đó, là chúng ta khởi tạo danh sách này là chúng ta đưa ở đây là một cái điều kiện. Tại vì nó không phải lấy hết tất cả, phải không ạ? À, chúng ta sẽ bổ sung lệnh ở đây, nó có cái chuỗi điều kiện gì đó. Còn mọi thứ là nó y hệt, đây là phát sinh ra dữ liệu của cái lớp, khởi tạo và phát sinh ra danh sách những cái học sinh, được chưa? À, các anh chị thấy nó y hệt không? Sau này mình sẽ sử dụng kế thừa nó rất là tốt. Thì ở trên cái xử lý ở trên này là phát sinh dữ liệu nè, thì là các anh chị lại tạo ra một cái hàm ở đây, một cái public, không có share nha, lưu ý ở đây là hàm xử lý cho nó đó, public function. Là chúng ta sẽ có là danh sách lớp. Danh sách lớp này là danh sách lớp của cái khối này nha. À, cái array list này. Thì là chúng ta sẽ điền cái kết quả array list. Return cái kết quả. Rồi sau đó đó là cái kết quả chúng ta sẽ bằng là xử lý lớp chấm khởi tạo danh sách. Mở ngoặc chúng ta đưa cái điều kiện ở đây là mã lớp của chúng ta đó, nó sẽ bằng đó. Ở bên đây là các chị sẽ end với cái điều kiện là mi chấm là mã lớp học nha. Ở đây chúng ta không có cái mã lớp học đâu mà thì cái biến thành phần này chúng ta phải chịu khó thêm một cái mã lớp học này vô đây, trước sau thì nó cũng sẽ sai trong này, thấy không ạ? Public cái property các chị sẽ bổ sung thêm nha, mã lớp học integer. Cái này chúng ta phải có cái khởi tạo ra danh sách những cái lớp của cái khối đó thôi á, các bạn. Thì là đọc ra cái danh sách ở trên đó, đương nhiên là cái phần đọc này ra thì là ban đầu nó có thể nó là rỗng, nó không có gì hết trơn luôn nữa. À, chúng ta khởi tạo ra một cái danh sách này đọc vô. Tôi làm này là làm tổng quát, khi mà chúng ta có rồi chúng ta có thể bổ sung vô thêm. Còn với cái lần đầu tiên á thì mấy cái này nó không có gì hết trơn đâu nha. Mấy cái này nó sẽ không có. Chúng ta có thể là lúc đó là chúng ta chỉ cần nêu cái khởi tạo là khởi tạo một cái mới của nó. Rồi sau đó thì chúng ta cho phát sinh thôi cũng được. Cho phát sinh thôi cũng được. À, cái này là tôi nhắc lại là tôi đang làm theo cái dạng rằng là phát sinh là phát sinh thêm á. Cái này là phát sinh thêm á nha. Phát sinh thêm á. Còn nếu mà các anh chị muốn mà phát sinh từ đầu á thì rõ ràng là cái danh sách lớp của đó là chúng ta là rỗng. À, đây sẽ lớp như là rộng bỏ này, được không ạ? Rồi chúng ta ở đây thì là chúng ta sẽ là có cái for x, cái lớp rồi xử lý lớp, in cái danh sách lớp, rồi chúng ta sẽ cho là cái lớp chấm phát sinh. Đó, các anh chị sẽ làm tiếp những cái phần sau, được không ạ? Làm tiếp phần sau thì cái này nếu mà ngay từ đầu á, ngay từ đầu là sao là nó rộng á thì nó sẽ không có cái phần nào hết trơn luôn nữa. Trong cái danh sách đó nó không có cái nào hết trơn á, thì lúc cái phần mà khởi tạo này là chúng ta phải new thôi. À, chúng ta phải new thôi. À, chúng ta phải new thôi. Được không? Tôi lưu ý nha, cái phần này nếu mà nó không có cái phần nào hết trơn luôn nữa đó thì chúng ta làm nó sẽ không ra đâu. À, cái lúc này á, giả sử như ban đầu là phát sinh khởi tạo và phát sinh ra danh sách của những cái khối á, thì hoặc là các anh chị làm này là trong trường hợp này là sao? Là những cái khối này nó đã có ở trong đọc trong cái cơ sở dữ liệu ra có rồi, thì chúng ta muốn phát sinh lại cái dữ liệu khác của nó đó thì nó sẽ có ý nghĩa. Còn nếu mà chúng ta muốn từ đầu á thì thôi, thì chúng ta chỉ cần đưa ra cái số lượng thôi, phải không ạ? Chúng ta đưa ra cái số lượng ở trong trường hợp này, một là chúng ta dùng như thế này nha, hai á là đây là cách một, phải không ạ? Cách một đi ha. Cách hai á là chúng ta muốn có bao nhiêu khối. À, chúng ta muốn có bao nhiêu khối đó thì for i e integer
là bằng 1, tu cho tới là 3 chẳng hạn, muốn có 3 khối thì chẳng hạn, thấy không ạ? Chúng ta đem khối nêu cái xử lý khối, chúng ta có một cái xử lý khơi khơi không thôi. Lúc này trong cái khối này của chúng ta đó là chúng ta bổ sung thêm một cái phần là khởi tạo đối tượng này á, là chúng ta sẽ có một cái public sub new thôi, là làm ra cái mới. Cái này tôi có hướng dẫn rồi đó ha. Đó, cái lớp như thế này á, là chúng ta cũng bổ sung thêm một cái public sub new thôi. Đó, thì lúc này ở trong cái trường này chúng ta đó new cái xử lý khối rồi là khối chúng ta là chấm function cũng được, hiểu không ạ? Và trong cái lớp của chúng ta cũng vậy luôn nữa. Ở trong cái khối này của chúng ta mà phát sinh ra những cái lớp á, thì ở đây là một cách, hiểu không ạ? Một cách thứ hai á là chúng ta sẽ là dim cái lớp, chúng ta phải for, chúng ta muốn xem coi là cho cái bản thân cho cái lớp này á, nó có bao nhiêu lớp, cái khối này có bao nhiêu lớp, thì chúng ta for i as integer, chúng ta giả sử như bằng 1, tu cho đến là một cái khối chúng ta có 6 lớp thì chẳng hạn. Các anh chị có thể cho phát sinh thêm cái một số ngẫu nhiên, hiểu không ạ? Các anh chị sẽ đem lúc này á là chúng ta đem cái lớp của chúng ta as new là xử lý lớp. Các anh chị có thể gửi qua là cái khối của nó luôn cũng được. Tức là new lúc này là new một cái lớp mà lớp thuộc về một cái khối nào đó, chúng ta có thể gửi qua mi ở trong này. Lúc này ở trong cái lớp này của chúng ta đó, thì là chúng ta cái hàm new này á, là chúng ta sẽ có cái khối sẽ xử lý khối. Thì các anh chị sẽ làm chuyện gì? Các anh chị sẽ làm là đọc cái bảng đó vô rồi chúng ta lấy cái mã khối ra thôi. Chúng ta chỉ lấy cái mã khối ra để chúng ta gán vô giá trị ban đầu. Tức là cái dòng đó nó có ban đầu, nhưng mà cái mã khối của nó sẽ được xác định. Cái mã khối của nó sẽ được xác định, hiểu không ạ? Chúng ta đừng điêu với mã số nhiều khi nó lẫn lộn, nó sẽ lẫn lộn ở trong cái chuyện đó. Ở đây là chúng ta, tôi vạ cho coi này nha, ở đây cái khối này là cái gì, phải có cái mã khối chút xíu. Cái mã khối có chưa? Sau này là mã lớp học, tôi ghi nhầm rồi. Mã khối nha, mã khối bằng mi chấm mã khối, chứ mà mã lớp chút xíu này tôi lộn rồi. Ở đây là mã khối ha, đây là mã khối, đây là mã khối, được không? Đó. Rồi thì trong cái lớp này á thì là chúng ta vẫn đem cái bảng data table, nó sẽ bằng là xử lý bảng chấm, đây là chúng ta chưa có add reference, các anh chị sẽ add một cái reference, chúng ta lấy nthvb. Rồi ở đây chúng ta using lên á, tức là để mà tôi hướng dẫn một cách làm luôn á. Chúng ta phải import cái nthvb. Thì là các anh chị sẽ có cái xử lý bảng trong này, là chúng ta thiết kế mạnh lắm rồi, phải không ạ? Chúng ta chỉ có cái phần là đọc của nó là trong đó đủ hết trơn rồi đó. Đọc ở trong này là chúng ta sẽ đưa lên cái bảng là bảng lớp, phải không ạ? Rồi cái cấu trúc là bằng phone thì chúng ta cho nó bằng true, phải không ạ? Cho bằng true. Tên bảng thì thôi ổn rồi, không cần gì hết trơn, được không ạ? Hay là ở chỗ này thực ra thì các anh chị làm chưa làm như thế này, tôi làm lại từ đầu thôi á. Ở đây chúng ta sẽ có mi chấm cái dữ liệu của chúng ta là sẽ bằng là bảng bảng chúng ta chấm new row, đúng không ạ? Bảng của chúng ta đó là chấm row chấm f, cái mi chấm dữ liệu cũng được đó. Các anh chị có thể làm như thế này, hoặc giả rằng là các anh chị làm trực tiếp luôn như thế này, mi chấm dữ liệu chúng ta đã có hàm chúng ta xài rồi, chúng ta sẽ cho lấy cái xử lý dòng đó. Thì là chúng ta sẽ có một cái hàm là dòng mới nè, đúng không? Dòng mới thì chúng ta chỉ cần đưa tên bảng thôi, là lớp thôi đó. Tôi minh họa đây, các anh chị xài theo hai cách, cách nào cũng được, cách này cũng được nè. Cách này là cái cách cổ điển, phải không ạ? Cách cổ điển không phải là cổ điển gì. Cái này là cách xưa nay chúng ta làm thì nó thấy nó trực quan. Còn cái dòng mới này nó cũng làm cái phần này thôi, nó cũng làm y hệt phần này nhưng mà nó nhanh hơn thôi. Nhưng mà sau đó đó thì là mi cái chấm dữ liệu của chúng ta đó, phải không ạ? Chúng ta mở ngoặc ra là cái mã khối, mã khối của chúng ta nè, nó sẽ bằng ra là khối
chấm mạ khối. À, tức là phát sinh ra nhưng mà phát sinh không có phát sinh cái mạ khối này nữa. Tại cái mạ khối này có sẵn rồi. À, nó phải là lớp này thuộc về cái khối này rồi chứ không có phát sinh lung tung ở trong cái chuyện này luôn nữa. Được không ạ? À? Được không ạ? À? Rồi, các anh chị làm tiếp với cái phần này á, là các anh chị sẽ làm tiếp tới cái lớp xử lý học sinh. Cái này là tự làm nha. Cái xử lý học sinh này là tự bổ sung thôi, tôi ép lên sẵn thôi. Đến cái phim offline rồi tới học online rồi tôi sẽ kiểm tra lại coi các anh chị có làm chưa đó nha. Ở đây chúng ta sẽ có là cái xử lý học sinh. Các anh chị làm sao là chỉ cần ở cái này là tự lập trình nha. Tự thiết kế và lập trình. Thiết kế là định ra cái khung đó, và lập trình. Đó. Các anh chị làm sao để mà cuối cùng á là chúng ta chỉ cần khởi tạo đối tượng trường thôi. Chúng ta điền cái trường is a new xử lý trường. Rồi xong. Chúng ta có cái trường của chúng ta là chấm phát sinh chấm hết. Như đây thôi thì nó sẽ ra. Còn đương nhiên chưa có ghi nha, cái này nó chỉ phát sinh ở trong cái bộ nhớ chính thôi, nó chưa có ghi lên, nó chưa có ghi lên. Cái phần mà những cái hàm mà tôi chuẩn bị sẵn ở đây á, những cái hàm mà new với cái dòng là xử lý danh sách đồ này nọ là chuẩn bị sẵn để chúng ta kết xuất này nọ ra, chúng ta đọc lại chúng ta coi nó có chưa, cái đoạn sau hiểu không ạ? Thôi được rồi, mở đầu về phần như thế này là chúng ta cũng nói là khá nhiều rồi đó. Cái phần phát sinh, còn hai cái phần sau á là chúng ta sẽ có cái phần là chúng ta điều khiển nó để mà đọc ghi, và chúng ta điều khiển của nó để mà chúng ta kết xuất hay là nhập hay là xuất, hiểu không ạ? Rồi bài tập là các anh chị chỉ là một hoàn chỉnh cái phần này thôi nha.